Xin chào cả nhà. Hôm nay Sang gửi đến cả nhà 25 cái mã kìm của hãng Fujiya. Fujiya thì bên Sang phân phối đại lý và nó có rất là nhiều mẫu kìm, nhưng mà một số mẫu thì Sang không có nhập. Còn những cái mẫu phổ thông được bán nhiều thì nhập ở đây. Thì những cái mã trên này là những cái mã mà được bán nhiều, được mua đi mua lại nhiều, và lâu lâu thì mình sẽ ôm lại một cái lên một cái video sản phẩm để anh em biết là dụng cụ hẻm 4 có bán những cái mẫu kìm của hãng Fujiya. Thì anh em có thể lên website, nếu mà chúng ta truy cập được website, hoặc là lên trên Shopee, Lazada thì đều có những cái sản phẩm này. Những cái sản phẩm đây thì Sang sẽ báo giá ở đây, giới thiệu lại và báo giá lại ha. Thì có những cái sản phẩm giá ở đây á, so với giá ở những cái sàn thương mại điện tử mà Sang có mặt á, như là Lazada hay là Shopee á, thì nó sẽ có chênh lệch với nhau. Tức là giá ở YouTube nó sẽ rẻ hơn ở trên Lazada, Shopee, cho nên anh em cũng mình giải thích để anh em khỏi thắc mắc cái vấn đề này, tại vì có những anh em thắc mắc, nói chung là cũng gặp hoài à. Thắc mắc là chụp màn hình lên là sao giá ở trên YouTube báo là giày mà sao trên đây bán giày. Thì trên YouTube bán giày thì anh em chốt ở trên YouTube đi. Anh em không chịu, anh em lên Lazada, Shopee. Thì mình Lazada, Shopee thật ra thì mình làm cho một cái kênh nó đa dạng để anh em, những cái anh em sở thích, người ta thích mua ở đâu thì người ta mua đó thôi. Đó. Thứ nhất là thích ở mua của dụng cụ hẻm 4, và muốn mua ở Lazada, muốn mua ở Shopee thì anh em có thể lên đó mua, cái đó là điều kiện thuận lợi. Còn về giá thì nó sẽ hơi chênh lệch một tí xíu ha, chênh lệch một tí xíu. Bây giờ Sang giới thiệu lại, và ở trong cái video này á, khi mà anh em mua hôm nay một cái video kèm này thì anh em mua đơn hàng trong video này thôi nha. Trong video những cái sản phẩm mà Sang giới thiệu đây, khi mua quá đơn trên 500.000 sẽ được tặng một cái hộp đựng những cái con ốc vít hay là những cái đầu cót như thế này. Lưu ý là đầu cót này là chỉ hình ảnh tính chất minh họa thôi nha, cái này mình đang xài đó. Chỉ là tặng cái hộp thôi. Cái hộp thì cái hộp này cũng có bán luôn đó. Hộp này thì 60.000 một hộp, mua hai hộp thì giảm 15%, đó là khi mà mua hai hộp nha. 60.000 một hộp, hai hộp 120, giảm 15%. Và chỉ là cái hộp không, bên ngoài chỉ không có đầu cót nha, lưu ý là không có đầu cót. Rồi tặng phẩm cũng vậy, tặng phẩm là chỉ là cái hộp thôi, này là chỉ mang tính chất minh họa thôi. Đó. Thì mua quá đơn trên 500.000, quá đơn trên 500.000 á thì sẽ được tặng một hộp. Còn mà quá đơn trên 1 triệu, quá đơn trên 1 triệu trong cái kìm này nè, đó, mua chừng 3 cây kìm, 4 cây kìm thì nó sẽ được 1 triệu thôi. Thì sẽ được tặng một cái túi vít của hãng Fujiya luôn, vít lùng hai đầu, đó, hai đầu ha, được tặng này, hoặc là lấy hai hộp này. Đó. Quá đơn trên 1 triệu lấy hai hộp này, hoặc là một cái tô vít này, tô vít lùng. Vít lùng này nó hai đầu, một đầu cộng một đầu trừ. Đó. Còn mua 500.000 thì được tặng một cái, và chỉ áp dụng trong 1 ngày. Đó. Chỉ trong 1 ngày khi mà video lên thì hết 1 ngày thì không còn khuyến mãi nữa, cho nên anh em tranh thủ mua. Nhiều khi anh em mua trễ, qua ngày sau ngày trước gì đó thì anh em yêu cầu là bên mình giảm giá nữa, thì bên mình không có giảm đâu nha, bên mình không khuyến mãi thêm nữa. Rồi thường thì những cái sản phẩm này nó sẽ, những cái khuyến mãi mà mình khuyến mãi ở đây là nó không có lặp đi lặp lại đâu, nó cũng lâu lâu mới có lặp đi lặp lại một lần, nhưng mà nó sẽ không giống nhau, mỗi cái chương trình nó sẽ khác nhau ha. Rồi Sang đi vào từ đầu tới đuôi ha, từ đầu tới đuôi. Thì hôm nay là kìm Fujiya, phải vào đầu tuần tới thì Sang nhập về khá những cái kìm của Tribix, hay gọi là 3Bix á. Chữ Bix là chữ cái ngọn núi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn ở phần kìm Tribix, chỉ nói sơ thôi, sơ bộ thôi. Thì cái kìm đó với cái kìm Fujiya đây, thì cái kìm 3Bix nó nằm ở một cái đẳng cấp hơn. Cái kìm 3Bix thì nó giống như cái kìm của KBA, thì mình sẽ nói chi tiết sau ha. Nó nằm ở đẳng cấp cao hơn của thằng này, cao hơn cả Tessura luôn đó. Thì tuần sau đi, tuần sau hàng nó về sẽ giới thiệu, nó khoảng đâu đó khoảng 30 mặt hàng gì đó, thì tuần sau sẽ giới thiệu. Rồi bây giờ thì vô đây, trước tiên là cái kìm kìm cắt ha anh em, kìm cắt. Kìm cắt thì ở đây nó sẽ có tổng cộng là coi 70H200, 70H175. Như là 4 cây kìm cắt cứng á, cắt cứng ở đây là 4 cây. Đây. Nó còn cái mẫu AK là 200 nữa nhưng mà ở đây mình hết rồi. Tới đây nó sẽ có 4 cây kìm cắt cứng. Đó. Thì cái phân biệt kìm cắt cứng để anh em có thể chọn mua. Nhiều khi anh em mua nó lầm, mình cũng nhắc trong nhiều video nhưng mà có những anh em mới cũng chưa biết đâu. Đây, đó là cái kìm cắt cứng và cái kìm cắt mà không cắt cứng được. Cái kìm mà dùng để cắt dây đồng thôi, dây nhựa, dây nhôm thôi. Thì lúc nào cái kìm nó cũng mài phẳng băng như thế này. Cái kìm này nè, lúc nào nó cũng mài thẳng lưỡi hết. Còn cái kìm này nó sẽ mài khuyết vô để nó tạo một cái góc kìm như thế này nè, góc lưỡi á, nó tù hơn tí xíu để nó có độ cứng. Còn cái này nó mài với cái độ cái lưỡi nó mỏng đi để nó bén, cho nên là thì giống như là cái thay vì một cái tờ giấy là nó sẽ dễ rách ha, nhưng mà nhiều tờ giấy nó gom lại thì nó sẽ không khó rách. Thì cái này nó giống như vậy, nó mài tù lại nó cứng hơn ha, nó cứng hơn, cho nên là cắt cứng được. Còn cái ông đó là ông cắt chỉ cắt dây đồng thôi, dây đồng hoặc là cắt nhựa. Đó, kìm cắt cứng ha, cứng của hãng Fujiya. Đó. Thì cái cây này là cây 70H-200. Bây giờ anh em nhắn mã như cái mã đây, 70H-200, chiều dài là 100, chiều dài là 200 mm. Thực tế khi đo thử cái nó bao nhiêu nha. Nó để thông số nhưng mà phải đo thực tế cho nó đúng 200. Đúng 200 mm luôn, đúng 200 mm luôn ha. 70H-200 thì giá của nó là rồi, giá hiện tại là bên mình đang vẫn giữ giá cũ, chứ thật ra là nó đã lên giá rồi. Và mình bán giá này lại rất là meo luôn. 70H-200 là giá của nó là 360 ngàn. Mọi thứ nó kìm Fujiya nó đã lên giá. Cây này ngắn hơn, cây này 175 ha. Cây 200 thì chúng ta có thể cắt được tối đa là 3 ly đối với đinh. Đó. Còn cây 175 thì cắt tối đa là 2 ly đinh, 2 ly kìm cắt cứng luôn. Cây này là 70H-175 và giá của nó là 320. Còn cây này cây kìm Made in Việt Nam. Hai cái cây bên nãy là 70H á, thì là Made in Japan, còn cây này là Made in Việt Nam. Nếu mà mở ra hai cây này mở ra thì anh em sẽ khó nhìn ra được là nó khác nhau cái chỗ nào ở phần lưỡi á, không có khác nhau ha. Nếu mà nó không dập chữ thì dường như là gần giống nhau hết, nó chỉ khác nhau về cái phần cán thôi. Đây, cây Việt Nam thì nó cái cán nó vậy nè, cây Japan nó cán nó vậy ha. Rồi có gì khác biệt nữa không? Độ đồng đều. Cái cây kìm Made in Japan á, thì khi mà nó mài dũa đồ á, thì cái độ đồng đều nó tốt hơn. Tức là mỗi cây nó đều độ đồng đều nó tương đối là gần giống nhau. Còn cái cây của Made in Việt Nam á, thì nói chung là nó mài hơi bị không có kỹ ha, tức là nó mài nó không có cây thì nó sẽ hơi bự qua, cây thì hơi nhỏ lại tí xíu. Đó. Đó là sự khác biệt giữa Made in Việt Nam và Made in Japan. Nhưng mà chất lượng thì chất lượng nó vẫn là chuẩn zig ha. Thép thì nói chung là cái phôi thép là chắc mình nghĩ nó sẽ khác nhau nha, nó khác nhau đó, chứ nó cũng không có phải là tương đối giống nhau đâu, hoặc là nó sẽ rèn luyện thêm gì chẳng hạn. Rồi cái cây AK cái này thì nói chung là giá rẻ thì chúng ta dùng trong gia đình. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng một cái kìm tốt mà không mua kìm chợ, kìm Trung Quốc thì mua cây kìm này xài cũng sướng rồi ha, cắt rất là bén. Cái đặc biệt của những cái kìm Nhật là cắt tốt, cái độ bén cắt rất là tốt, cái lực cắt rất là nhẹ. Đó là cái ưu thế của kìm Nhật ha, ưu thế của kìm Nhật. Kìm Đài Loan, kìm Đức, kìm gì đó nó cũng không qua được cái kìm Nhật về cái độ mà bén và cái độ cắt nhẹ. nó có những cái mẫu mình sẽ giới thiệu ở Tribix mà những cái kìm Đức nó sẽ không bao giờ qua được. Bây giờ cái kìm này là cái kìm AKN 175. AKN 175 thì giá của nó là 190. AKN 175 ha, cho nên nó chênh lệch nhau nhiều lắm anh em, chênh lệch nhau tới giá nó gần gấp đôi á. Rồi cái cây này, cái này là cây Made in Japan này. Cái cây này thì mình bán được nhiều bởi vì cái cây này nó gọn, kiểm cắt rất là gọn. Cây này nó cắt được dây đồng 3 ly và đinh thì được 2 ly và nó có 150 này, và nó cũng là Made in Japan. Nhưng mà cái cây này á, riêng cây Made in Japan này thì cái cán của nó vẫn là giống như cái cán của Việt Nam. Đấy, cán của nó vậy đó. Chắc mình nghĩ là sau này cái mẫu Fujiya nó sẽ đổi thành cái cán này. Chẳng qua là những cái mẫu này hiện tại là nó còn, tức là cái mẫu cái lô sản xuất nó còn thôi, cái lô sản xuất mà cái cán này nè nó còn thôi. Chứ mà hiện tại là mình thấy là nó đổi mới thành cái cán này hết. Cái cán vẫn là dày nhưng mà nó trơn ở đây, nó không có hộp giống như cái cán kia. Chắc là nó sẽ đổi đó, sắp thời gian tới là cái cây đó nó sẽ đổi. Rồi cây này GKN 150 nha anh em, GKN 150 và giá của nó là, sẽ nhớ là 200 mấy đây, 200.000. Cái này GKN 150, tức là chiều dài 150, 200.000, cắt được đinh 2 ly. Rồi tiếp tục là cái này kìm điện ha, kìm điện thì chúng ta sẽ có ở đây là coi kìm điện hay còn gọi là kìm đầu băng. Ở đây chúng ta sẽ có là 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. 8 cây kìm điện. Đó, mẫu của Fujiya. Nói chung là đa dạng để anh em nó lựa chọn cũng dễ. 8 cái kìm điện. Đây. Phải không? 4, 5, 8 cây. 8 cây thì nó là kích thước khác nhau với cái mã nó khác nhau. Kìm điện mà nói cái kìm đầu bằng á thì Fujiya nó còn nhiều lắm, nó còn nhiều mã lắm. Khoảng trên 20 mã có đó. Rồi, cái trước tiên là cái cây ABB. Giới thiệu hoài, giới thiệu lại thôi. ABB này ngày nào cũng bán, ngày nào cũng có khách mua hết trơn á. Nó giá thành nó tốt và cắt nó khỏe. Tuy là nó sẽ, nói chung là nó sẽ, nó bán nha. Nhưng mà so với những cái kìm mẫu xịn xịn như là cái cây cái này thì cái này nó dễ mẻ. Đó, tiền nào của đó mà. Cái chất thép anh em, cái phôi thép làm nên á. Đây, mình sẽ thấy cho anh em những chứng cho anh em thấy là tại sao giá nó rẻ hơn cái ấy, nhưng mà bởi vì cái này là mình phù hợp cho dùng thợ, anh em sử dụng thợ mua cây thì đầu tư ban đầu thì nó chưa có chi phí nhiều thì chúng ta đầu tư cái cây này nó rẻ, hoặc là chúng ta sử dụng trong nhà. Cái độ hở thì dường như là cái kìm điện là nó phải hở như vậy nha anh em, tại vì gặp cái trường hợp anh em là đánh giá là cái kìm này nó hở, không phải nha. Đó, tất cả là đều hở, tại cái kiểu của nó là như vậy, nhưng mà nó sẽ không có đồng đều anh em. Cái này cây Việt Nam là nó không có đồng đều, nó bị mài không, ở trên này nó mắc dạt hết góc khúc này đến không, còn cái cây bên đây nè anh em thấy nè, đó không, và cái cây này nè nó dày hơn chút nè, thấy không, cái này nó đều gan luôn. Thép nó cũng khác nha, cái cây thép bên này, cái gam màu nâu này, cái mặt nó xước hơn bởi vì độ cứng nó cao hơn á. Cái độ cứng cao hơn khi mà mài á, nó sẽ xước hơn, còn đây nó láng mịn luôn. Nhưng mà mình so sánh ở đây thôi để cho anh em biết là nó có sự chênh lệch như vậy. Nhưng mà cái việc mà mua thì có người thì người ta sẽ có cái chi phí ít hơn thì chúng ta xài một cái như thế này là được rồi. Cái này là cái cây ABB 225 ha, ABB 225 thì cái lưỡi mài á, em thấy là cái xu hướng mài cái lưỡi mài cái kiểu của nó là như vậy, chứ không phải là cái kìm nó lỗi. Tức là nó sẽ bên trong này, nó sẽ dần dần nó đi ra, nó sẽ hở ra một tí, nó sẽ hở ra một tí ha, nó hơi, tức là trong này nó kín nè, bắt đầu nó đi ra từ từ nó hở ra, chứ không phải là do cây kìm nó bị lỗi nha, không phải do cây kìm nó bị lỗi à. Thì cái kìm này thì nó có bấm code đó, có lỗ do, chiều dài của nó là 225 mm, và giá của nó thì nói chung cũng khá là dễ chịu. ABB, anh em nhắn cái mã là ABB 225, giá của nó là 200. Cái giá này nó lên giá, nhưng mà mình hôm nay mình vẫn giữ giá này cho đợt video này. Đợt sau thì khi mà anh em mua thì sản phẩm nó đã lên giá rồi nha. Mình báo trước để em thôi, anh em thắc mắc. Đâu rồi, ABB 215 đâu rồi, 225. Giá là 210.000. 210.000 hết em, 210.000 đó. Thì mình mới về thêm 20 cây mới ngày hôm qua, 24 cây mới ngày hôm qua. Tại vì ngày nào cũng có anh em mua hết. Cây giá thành nó cũng rất là tốt, giá nó cũng dễ chịu. 210.000 à, giá 210 là giá hiện tại mình giới thiệu trong video này thôi, nhưng mà có thể là tuần sau là mình sẽ đổi giá, bởi vì giá nó đã lên rồi, nó đã lên. Một cây như thế này nó lên là mười mấy, gần 20.000 một cây kìm. Mã đặt hàng là ABB 225. Rồi còn cái cây này thì nó mắc đến 5 lần nặng, 5-6 lần nặng. Đó là cái cây 3000-225 đó. Nó khác nhau cái mã tí xíu thôi. 3000-225 nó sẽ không có cái lỗ doa, nhưng mà anh em thấy là cái chỗ bấm code này nó làm rất là đồng đều, rất là đồng đều cán. Không, cũng là kích thước 225 luôn đó. Rồi thì cái cây này giá của nó là 980.000, 980.000 à, 980. Rồi còn kim điện anh em, kim đây đậu bằng. Cây này là hai cây 200 mm. 200 mm thì cái cây này là một cây là Made in Japan và một cây Made in Việt Nam. Hai cái bao bì nó sẽ khác nhau, hai bao bì khác nhau. Tức là chất lượng vẫn là về Nhật Bản, nhưng mà là Made in Việt Nam, cũng là chuẩn siết luôn. Còn đây là Made in Japan. Mở ra thì nó có khác biệt gì không? Nếu mà cầm trên đây là những cái mẫu mới đã thay cán rồi nè, thay cán rồi. Tức là cái cán nó sẽ giống nhau với cái cây Việt Nam luôn. Nhìn vào thì nếu mà hai cái cây này nó không có dập chữ Made in Japan, không dập cái mã, thì anh em nhìn nó sẽ dường như là tương đồng với nhau, tương đồng với nhau, không có sự khác biệt nhiều trong cái sản xuất luôn ha. Đây dường như hai cây nó không có sự khác biệt gì nhiều lắm, nhưng mà bên đây thì nó cảm giác nó thô hơn. Khi mà chúng ta cầm sát với nhau thì mới thấy được. Cái cây này nó hơi thô hơn về phần lưỡi nè, thô hơn, sâu hơn. Này nó làm nó đồng đều hơn tí, là nó mịn màng hơn, đẹp hơn á, tức là nó làm đẹp hơn. Nhưng mà nếu mà cái cây này cầm sách ra riêng như vậy thì sách riêng mỗi cây thì nó nhìn thấy nó không có sự khác biệt nha, không có sự khác biệt. Thì cái cây này kích thước của nó là 200 mm. Cây này là cây RB 200, RB 200 Made in Japan. Kim điện thì chúng ta cắt được dây thép là 3 ly 4, dây đồng là 4 ly, 3 ly 4 và dây đồng là 4 ly. Và giá của cây RB 200 này, RB 200, anh em nhắn cái mã là RB 200 ha. Giá của nó là 270.000, 270. Thì thật ra là những cái dòng này nó chưa phải là cao cấp, chưa phải là hàng nó xài mà đầu đập rồi mà trâu bò được. Nó sẽ sau này nó sang giới thiệu Ba Bích nó mới giữ, gọi là Tribix, Tribix ha. Tribix là dòng sen sẽ định hướng là cái trong shop của mình nó sẽ có một cái dòng là thấp, dạng như là để cho anh em thợ xài, nó xài gia đình ổn, chất lượng hơn hàng chợ, chất lượng hơn hàng Trung Quốc, hàng mà mua ở tại cửa hàng đó, thì sẽ có là kìm Made in Việt Nam của Fujiya. Kế đến là hàng ngon hơn, đó là cây kìm Made in Japan của Fujiya, và hàng cao nhất đó là cái dòng của Tribix. Mình sẽ có 3 cái tầng như vậy để anh em có những anh em người ta có nhu cầu nó khác nhau, dễ lựa chọn. Còn cái cây AB200 này, AB200 thì nó cắt được là cũng là cái thông số cũng như vậy luôn, 3,4 ly và 3,4 ly đối với thép, 3,4 ly đối với cái dây chì á, dây kẽm dây chì á, và 4 ly đối với dây đồng. Cây AB200, cái này cái AB200, và giá của cái AB200 này là 175.000, 175.000. Rồi còn cái cây ngắn hơn nữa đó là 175. Đây 175, cây 175 ấy thì cắt được là 3 ly đối với đinh hay là kẽm, 3,5 ly đối với dây đồng. Cây này là GB 175 Made in Japan, GB 175, giá của nó là 245.000, 245.000 ha. Đó. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha anh em, chưa phí ship nha. Cái này như cái giá nó sẽ rồi, đúng rồi. Rồi cây AB 175 nó cũng thêm số y chang vậy. AB 175 thì giá của em nó là nhiều dòng quá nhìn hay bị loạn, 165.000. AB 175 á, Made in Việt Nam nha, 165.000, giá chưa ship. Còn lại là một cái cây ngắn nhất là 150. Cây ngắn nhất thì mình không có cây Made in Việt Nam mà một có cây Made in Japan. Made in Japan là 150 mm đó. Thì cái cây này là GB 150. GB 150. Giá của nó đâu rồi? GB 150. Em nhìn cái giá này. 230.000. 230.000 ha, GB 150 chưa ship. Rồi. Còn một cái kèm điện cuối cùng đó là cái kèm cách điện 1000V. Đây, cái dòng kìm điện của thằng Fujiya nó khác hơn những cái ông khác. Người ta là thường là cách điện là nó sẽ màu đỏ, màu vàng, hoặc là màu đỏ tươi luôn. Ông này ông chơi màu xanh, xanh vàng. Bên trong là lớp vàng á, bên ngoài là lớp xanh. Khi mà nứt là sẽ thấy cái lớp vàng. Thì lúc đó là chúng ta nên thay bằng cây kìm mới. Cây này là mã đặt hàng của nó là 1050Z-200 Made in Japan. Kìm cách điện ha, cách điện. Cái cán của nó rất là dày, cán nó dày. Đây. Thì theo như Sang mà đã cầm và cắt thử ha, cầm cắt thử cái cây này với cái cây không cách điện á, cái này nè với cây không cách điện á. Cái cây này nó bén hơn nè, ngộ vậy đó. Cây này nó mài, gốc mài nó bén hơn. Cây này á thì nó được cái là nó cách điện 1000V, mà so với cái kìm đó thì nó không bén bằng. Cây này là 1050Z, cắt được kẽm là 3,4 ly và đồng là 4 ly, và giá của 1050Z này là 480.000, 480 ha, 480. Giá là giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí ship. Rồi, đó là cái kìm điện anh em, kìm điện, kìm cắt cứng rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua cái kìm cắt dây mềm. Rồi cái này kìm cắt cứng của cái thằng đó nữa nè, cách điện 1000V nữa, quên nữa. Kìm cắt cứng cách điện 1000V. 175 ly ha, cái này 175. Cái này dùng cắt cứng, tức là dùng để cắt dây điện, cắt đinh được luôn, và cắt điện á. Cắt đinh thì được 2 ly, cắt dây đồng là 3 ly, piano thì là 1,2 ly. Piano thì anh em cứ nghĩ đến cái thép lò xo đó là 1/2, chiều dài 175. Cái này mã đặt hàng của nó là 70Z 175 và giá của nó là 370, 370 ha, 370. Rồi sang giới thiệu cái kìm cắt lưỡi mỏng nè. Kìm cắt lưỡi mỏng ở đây nó sẽ có tổng cộng là 4 cây loại cắt lưỡi mỏng. Cắt lưỡi mỏng thì nó chỉ dành cho cắt dây đồng trở xuống thôi, tức là dây đồng nè, dây nhôm nè, dây nhựa nè, chỉ chúng ta chỉ cắt được những cái vật liệu như thế thôi, không cắt cứng được. Dù là cái sợi nó nhỏ cỡ nào, anh em không phải là cái sợi nhỏ là nó mềm nha, cái vật liệu, cái chất liệu của nó cứng thì bây giờ nó nhỏ nó cũng cứng, chứ không phải là anh em nghĩ là cái này chứ cắt dây đồng được 3 ly 4 ly thì cắt được cái dây kẽm 1 ly, không có nha, cái chất liệu á. Rồi thì đây là cái cây 270 đây, 770 200. Thì cây này giá 410 ngàn, mã đặt hàng là 770 200, chiều dài 200 mm. Cắt dây đồng thì cắt được 3 ly rưỡi nè, dây nhôm thì chúng ta cắt khoảng 2 ly rưỡi 3 ly. Cái dây VVA VF tức là cái dây mà một nè, cái dây này là VVF nè, tức là một lõi á, thì cái này nó thông số nó để là 2.6 ly, tức là một, nó tính một lõi này thôi, cái lõi 2.6 ly. Cái dây này cũng to đó chứ không phải nhỏ đâu. Rồi 70H 200 ha. Cái cây này thì made in Japan. Cái cây này mình không có lấy cái cây made in Việt Nam, hình như là không có hay sao đó, hay là giá nó dường như tương đồng với nhau nên chăng sang lấy made in Japan luôn. Cái này là 175 ly. Cái này là 70H. Có 770 gạch 175, 770 nha, gạch 175. Và giá của cây này như nó cũng 300 mấy đây. Sách nhiều quá nhìn không. 770 gạch 175. Rồi 770 175, giá của nó là 378 ngàn ha, 378 ngàn em, 378 ngàn, giá chưa có ship nha. Còn đây là cái cây 60S 150, 60S 150. Cái cây 60S 150 này nè, anh em sử dụng dùng cắt dây điện rất là gọn, mà nó có cái được đó là mình thấy là những anh em mà làm kiển cũng xài cây này luôn. Cây này thì nó cắt được tối đa là 2 ly 6 đối với dây đồng, thì anh em có thể cắt được nhôm, dây nhôm rồi đó thì khoảng 2 ly rưỡi. Chiều dài của nó là 150 ha, cũng là made in Japan luôn. Cây 60S 150 này á, thì giá của nó là 265 ngàn, 265 ngàn. Thường là những cái kìm mà cắt lưỡi mỏng á, anh em thấy là nó không có cắt được vật liệu đinh đâu ha, là giá rất là mắc tiền đó. Cắt nhựa, cắt dây đồng rồi đó, thấy vậy đó, chứ mà những cái kìm nó mới mắc tiền, bởi vì nó mài bén và phải đảm bảo độ cứng. Còn đây là cái cây GMN 110S, cây này cây nhỏ, cây này thì dùng để cắt chân linh kiện điện tử, cắt những cái dây nhỏ nhỏ đó, 1 ly 8 dây đồng. Nhôm thì khoảng 1 ly, rồi nhựa rồi đó, nhựa thì khoảng 2 ly, chiều dài của nó 110 thôi ha. Thì cái cây GMN 110S này á, như nó cũng 200 mấy chục ngàn, nó phải ít đâu. Nói chung là những cái cây mà cắt cái là nó mắc tiền. 195 ngàn, 195 ngàn, GMN 110S. Rồi sang chuyển qua là những cái kìm nhọn nha. Ở đây chúng ta có tổng cộng là 3, 4, 5, 6 cái kìm nhọn. Quá trời, 6 cây kìm nhọn đây, 6 cây kìm nhọn của phiên Fujiya không là 6 cây rồi, chưa kể là của hãng 3 bit hãng Sonora, kìm quá trời mẫu kìm. Cái cây trước tiên là cây lớn, cây 200mm. Thì cái cây này nè, cái mẫu ngày trước của nó đó, thì nó sẽ là một cái cán dày, nhưng mà cái mẫu sau này thì nó lại làm cái cán mỏng, cán nhúng, cho nên là cái hình ảnh trên website chưa được cập nhật. Anh em khi mà giao hàng thì mình sẽ giao cái loại này nha, cái cán này, nó không còn cái loại cán mà dày nữa ha. Cây này cây dài nhất, cây này thì đi ra bãi ít gặp lắm, em thường là gặp 150 hoặc là ngắn hơn thôi. Hàng bãi thì dường như cái cây này ít gặp lắm. Chiều dài tới 2 tấc ha. Cái phần miệng không đó, phần mũi nhọn nè, tính tới đây đi là 5 cm, tính tới đây là 10 cm nè, 10 cm ha. Tổng dài là 210mm, thực tế là 210 nè. Cây này là cây mã đặt hàng của nó là 350-200, kìm nhọn dài 350-200. Cây này thì hôm trước là nó giá nó tốt, sau này nó lên giá một tí xíu, và đợt này thì không biết là có lên giá hay không, tại vì cái đợt lên giá thì mình vẫn chưa có nhập. Mã đặt hàng của nó là 350-200, và giá của cái ông này, trời cái bảng này thiếu quá, giá của nó là 320.000 ha, 320. Mã đặt hàng là 350-200. Rồi cái cây ngắn hơn, thì chúng ta sẽ có 170, cũng là Made in Japan. Cây này nó ngắn hơn nhưng mà cái miệng nó sẽ nhọn hơn, nó sẽ giống như cây nhíp để chúng ta gấp trong những cái góc hẹp hơn nữa dễ. Cái này là 380-170, Made in Japan, 380-170 ha. Cái loại này là cái cán vẫn là cán cũ nè, cán dày. 380-170 thì giá của nó là 252.000, 252.000. Nói chung là kìm Fujiya là sang thấy nó giá nó phổ thông, giá nó dễ chịu. Rồi còn cái này ngắn hơn nè, 150. Hai cây này nhìn nó sẽ gần giống nhau hết, từ cái cán các kiểu dường như là gần giống nhau, nhưng một cái là Made in Japan, một cái là Made in Việt Nam. Cái cây Made in Japan là mã đặt hàng của nó là GG 150S, GG 150S nha anh em. Là cây này nó chiều dài 150. Cây GG 150S này thì giá của anh này GG 150S, giá của nó là 195.000, 195.000 à. Còn cây AG, cái này là AG là Made in Việt Nam, AG 150S luôn. Cái chữ S là nó có cái lò xo đó, cái chữ S là nó ký hiệu của cái chữ lò xo, cái kèm này nó có cái lò xo để nó nhảy ra. AG 150S, này nó còn lâu hơn cái lấy cái máy điện thoại ra nữa. Giá của nó là 165.000, AG 150S 165.000. Rồi đó là cái này ha, hai cái mẫu đó. Còn cái mẫu này nữa là cái mẫu kìm nhọn mà đa năng, kìm nhọn đa năng, cũng là hai cây Made in Việt Nam và một cây Made in Japan. Đây cây Made in Việt Nam là có chữ A đầu, AMG, cây Made in Japan là GMG ha. Thì cái này đa năng cái chỗ là nó sẽ tách dây điện, bấm cót, tuốt dây điện, nhọn kẹp rồi ha. Chiều dài 150. Đo thực tế mấy ông này cái nó thường đó thì đo thực tế là nó sẽ ra tới 150 mấy đó, 150 mấy, gần 160 ha. Mã đặt hàng là GMG 150S, cây này thì Made in Japan, và giá của sản phẩm này. Rồi nhìn hồi nó bị qua mắt, 230.000, 230.000 cái này. Còn cây AMG 150S, AMG 100X nó rẻ hơn, hình như nó cũng bằng gần giá nhau. AMG 150X chả thấy đâu ta, đây 195.000, AMG 150X 195.000 ha, giá chưa có phí vận chuyển luôn. Còn đây là cái kìm tháo ốc hư của Fujiya. Đây, tháo kẹp ốc đầu á, thì cái cây này nếu mà thật ra thì Fujiya anh em mua cây này, anh em mua cái loại của thằng BM 3Bix á, là 3Bix thì sắp tới là có những cái mẫu 3Bix thì nó có được cái là nó kìm điện luôn, là tích hợp luôn ha, hoặc là kìm của hãng Engineer. Còn cái này nó chỉ một chức năng một, đó là tháo ốc rỉ thôi, có chức năng một. Cái này là SB26-175, SB26 anh em, 175. Và giá của cái cây này rồi, SB26-175 265.000, còn một cây duy nhất 265.000. Còn đây là cái kìm cắt cáp ACC 200, cây này thì made in Việt Nam. Cây này cắt cáp điện nha, cáp IV đồ đó nè, cáp IV nè, cắt tối đa là 11 ly, tối đa là kính là 11 ly. Cái này ngoài ra thì có công dụng nữa là cắt những cái nhánh cây, những cái nhánh cây kiểng, thấy kiểng cũng mua nữa. Rồi thì cái cây ACC 200 này á, ACC 200 ha, giá cái cây này so với những cái hãng khác thì nó thật sự là nó quá mềm, chỉ có 165.000 thôi, giá nó chỉ có 165.000 thôi, chưa phí ship. Lâu rồi không có giới thiệu với cả nhà một cái búa của Fujiya này. Búa này là búa nhựa 2 đầu ha, búa cao su nhựa 2 đầu. Đây Fujiya, thật ra thì cái Fujiya này nó không có sản xuất đâu ha, Fujiya này không có sản xuất, mà cái Fujiya này anh biết cái thằng hãng nào sản xuất không? Búa Fujiya này là do cái thằng hãng búa là Oso. Thì sắp tới sẽ có về những cái mẫu của Oso. Oso nó gia công chân này nè, thì Oso, Dokyu hay là OH là nó những cái hãng búa lớn của Nhật. Búa Oso thì nó chuyên, nói chung là thép của nó sẽ là nội địa hơn, chuẩn nội địa hơn, tức là nó là dường như là nội địa Nhật luôn đó. Còn thép, những cái thép của búa Dokyu hay búa OH bây giờ nó lại là nó bị lai, tức là nó đã bị nhập khẩu những cái phôi thép, nhập khẩu phôi thép từ Trung Quốc ha. Cho nên là chất lượng nó có những cái cây nó sẽ không có đồng đều hơn so với cái thằng Oso này. Oso này nó cái mẫu nó sẽ nhìn nó không có đẹp bằng những cái hãng của Dokyu hay của hãng OH. Nhưng mà cái hãng Dokyu và OH bây giờ cái phôi thép ấy, nó nhập khẩu là Trung Quốc và nó về nó sản xuất, nó làm ra búa. Cho nên là nhìn thì đẹp nhưng mà chất lượng mình nghĩ là nó sẽ không bằng với cái thằng Oso. Đây là cái cây này nó cũng là của hãng Oso đó, nhưng mà nó là của hãng dán cái tên là Fujiya. Cái dòng này là dòng FPH 100, FPH 100 thì nó cân nặng của nó đâu khoảng rơi vào khoảng 400 mấy chục gram ha. Cái mặt ngang của nó là 3 cm, cái chiều nay lên là được 85 ly, tức là 8,5 cm. Cái cán, tổng cán dài luôn là 30, hơn 30 cm một tí xíu. Cái này là mã đặt hàng của nó FPH 100 thế nè. Và giá của cây búa này là 370.000, 370.000, giá chưa có phí vận chuyển luôn, chưa phí ship. Rồi sang giới thiệu với cái nhà những cái dụng cụ của Fujiya. Anh em mua thì sẽ được tặng, có đơn 1 triệu sẽ được tặng một cây này hoặc là 2 hộp này, và chỉ áp dụng trong 1 ngày. Hoặc là mua quá đơn trên 500.000 sẽ được tặng một cái hộp, lưu ý là cái hộp không chứ không có đầu code. Tô vít Fujiya còn lại 6 cây. Đợt này nhập về thì còn 6 cây. Đây. Made in Japan. À. Đây là cái sản phẩm của Fujiya nhưng mà thực chất là của hãng cái tên gì hôm trước sang nhắc quên rồi. Nói chung là của hãng Nhật, và cái hãng này thì nó mới ra đời sau này thôi, cũng vài chục năm thôi, chứ là nó sau thằng Anex, sau thằng Fujiya, sau thằng Sunlabs, sau thằng Vietcell, sau tới mấy chục năm này. Hai đầu, một cái đầu cộng và một đầu trừ ha, Fujiya. Rồi cái cây Fujiya này á, anh em nhắn cái mã là tôi vít hai đầu dài đi, mã dài quá, tôi vít hai đầu dài. Cái mã của nó là FHCD-63-165. Cái này trong này không có cái mã này này. Cái này trăm mấy đó. Trăm mấy chục ngàn á, trăm. Cái này không có mã trong này anh em ơi, không có mã trong này. Có không ta? Đây này. 180.000. Giá chưa có phí ship nha, chưa phí vận chuyển. Rồi Sang cảm ơn anh em đặt hàng thì xin gọi điện hoặc là nhắn tin vào số điện thoại, vào Zalo. Cái cây này thì chỉ giá 105.000. Anh em nếu mà mua vít lùn không thì 105.000 ha. Nó cũng hai đầu, đầu cộng đầu trừ luôn. Rồi tất cả những sản phẩm của Fujiya Sang đã giới thiệu ở đây. Em đặt hàng thì xin nhắn tin hoặc lên website hoặc lên cái Shopee. Lưu ý là cái chương trình này chỉ áp dụng cho khi mà anh em mua ở trên YouTube của mình, tức là nhắn ở Zalo hoặc là điện thoại hoặc là lên website anh em đặt hàng cũng được tặng luôn. Nhưng mà riêng đối với sàn thương mại điện tử thì không có ha. Đối với sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada thì không được tặng nha. Rồi Sang cảm ơn, xin chào cả nhà.